I think it was Obi-Wan Kenobi that said, "You will never find a more wretched hive of scum and villainy." He was talking about this street right here. I think that Lebanese guy overheard me. Oh my god, they all got locked out. Yeah, I haven't been uploading for a while because that guy's Indian. How you going, guys? I know I haven't uploaded for bloody yonks, but I thought at the very least, if I'm not going to upload any other kind of videos, I need to make a video for my Patreons and people who have donated to show where the funding is going. So in this video, I'm just going to show a few excerpts of donations that I've made. Check it out. Going through this street, it is a great, great advertisement of why we need to get rid of multiculturalism. Am I right? Am I right? You've had too many beers. Yeah, we need to get rid of multiculturalism, guys. We're out in the sticks, man. What go? Song rack of them? No. Còn cái liệu mua nấu làm lại đồ mới. À tốt à. Mà con thích mấy người làm này để bớt ô nhiễm cho xã hội, cho con ủng hộ cô đi. Để làm tiếp nha. Đâu cậu cũng khó gì làm phước dữ vậy. Không, tại con là không thích ô nhiễm á. Dạ hả? Rồi mà thấy ai làm này là lúc nào con cũng phải ủng hộ. Cảm ơn nha. Ok. Cậu chúc cô sống tới trăm tuổi. Dạ cảm ơn nha. Cảm ơn cô nha. Don't think that's gonna happen, but thank you so much for the well wishes. Yeah, let's help her out a little bit more. Chẳng biết chừng nào mới quay lại nữa, thì con chúc cô luôn đi, đừng có ngại á. Đừng. Nhiều quá mắc nợ biết chừng nào. Tại đâu phải cho hoài đâu mà nhiều đúng không? Lâu lâu với con. Ở tới đâu lận? Ở Campuchia lâu lâu mới về quê thăm á. Thì thấy thái độ dễ thương quá. Cũng kêu bữa nay nhà cúng đi. Kêu con dâu nấu đi mẹ, tổ mẹ đi kêu kêu mẹ về mẹ cúng. À. Bữa nay nhà đâu có gặp giám thôi em. Ok. Campuchia về, lâu lâu mới về quê. Chắc đời chẳng gặp lần nữa thì tranh thủ. Quê tròn chắc có duyên cũng gặp mà. Có duyên gặp. Ok. Còn đi chưa à? She seems so cool, I thought we should reward her a little bit more. A lot of my biggest regrets is that I haven't given enough to people, and then when I've tried to look for them the second time, they've disappeared into thin air, never to be seen again. Yeah, cô, cái ngân hàng nó gửi con mấy cái áo mưa này con không xài lấy được. Cảm ơn nha. Có hai cái. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, sắp vô mùa mưa rồi, con không xài thì. Đẩy đi đâu rồi? Đẩy về cái ăn. À, này để làm lại, nấu làm lại đúng không? Ừ. À, lượm ở đâu? Ừ, nó liệu. Mà lượm ở đâu? Đâu mua. Mua mà. À, mua hả? À. 3 ngàn. 1 ký 3 ngàn. Ừ. Lòng lon á thì 200 ngàn cái. Ờ, chứ này không có tự lấy hả? Ừ. Không có tự lấy hả? Phải đi mua hả? Ờ, tự mua. À, sao không có tự gom? Mình mua rồi đem về rồi lại cái hãng đó mình tăng lại. À, tăng lại. Thấy vất vả quá vậy. Ừ. Hả? Thôi. À, con ủng hộ cô được. Giống để làm tiếp á. Con thấy cũng hay. Ok, đi chưa? Rồi, cảm ơn nha. We're in An Hoa, guys. Kind of out in the sticks. Oh shit, this is where I bought it. I think she's gone. Nãy ăn thấy ngon hả? Ngon, ngon. Có chín chưa? Chín rồi. Cái nào ít khác nè, ít trái? 2 trái. 5 trái nè. Chuối này thấy ngọt á. Ngon, ngon. Nãy đi đâu? Chạy đi đâu? Nghỉ chưa? Phải không? À. Sao thấy hay vậy? Bán này lâu chưa? À, năm mấy? 2 năm rồi. 2 năm rồi? À. Trước làm gì?
ở nhà mua cũng ở nhà nó bán tóc ổi rồi đó. À. Cái bán cái không có lời, cái thiếu nợ. Bán chuối lời không? Lời, lời thiếu nợ gửi đầu cái bán chuối trả nợ mà trả chưa hết. À. Mà mùa mưa bán được không? Được, mùa mưa không được, cái này mưa bán được. Chứ bây giờ nhiều người bán quá, hồi đó bán có mình lên mà. Bây giờ thêm hai người bán nữa. À. 20.000. Khỏi thói luôn á, ủng hộ trả nợ. Ủng hộ để... nhiều, ủng hộ nhiều sao đủ. Ít cũng à. Cũng hơn không đúng không? Dạ. Từ từ cũng tới nơi. Vậy là này tặng luôn phải không? À tặng luôn. Đúng rồi. Rồi. Dốc. À. Có sao nó vậy chứ không phải mà gặp mà than phiền. À đó, biết rồi, biết rồi. Thấy 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 nhiệt tình nữa. Thì cảm ơn nha. Rồi đi trước nha. Mời em. Okay guys, so I got these bananas with sticky rice. She made them herself. I ate some before I went back and they were really nice, so I knew what I was getting into. I don't have any small change for the ferry. Shit. The light's dying, guys. Ủa dây gió vậy? Để lỡ giùm số nào may may đi. Biết số nào bây giờ, thích số nào à. Số xôi cũng được. Ủa ngày nào cũng bán ở đây à? Dạ, là bằng ngày đi với nhỏ này nè. Đi vòng vòng ra chợ rồi về bán được nhiều nhiêu à. À, cái này là con nè. Này là bị tật hay là bị... Đi làm không? Bị cây nó đè lên cục nóng á. À. Nó bị dập cái tỉ dính nóng. Làm hồ hả? Trước nó đi cắt cây á. Cắt mấy cái cây này nè. Đè trên lưng nè. Bị lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi? Liệt hết nửa khúc. À. Không cử động được. À. Lấy mấy tờ. Uống hộ thôi đi, khỏi lấy giá cũng được. Thôi, lấy lại đi anh ơi, 9 tờ. À, bo luôn tiền sữa đi để nuôi con nữa, móc lớn lên nuôi cha. Bán tờ được rồi chứ tỷ rưỡi đủ rồi. Đủ xài. Anh ở đâu bạn hả? Anh ở đâu bạn? Ở bên Miên, lâu lâu biết xuống Cần Thơ thì cũng muốn động viên người đó. Anh vô đây anh đi chơi hả? Làm nghề nhiếp ảnh quay hình gửi lên mạng á. Cảm ơn nhiều lắm anh ơi. À chứ anh ơi. À, có duyên thì gặp lại. Thôi chắc đi đi trước nè, chúc bán chạy nè. I don't know if you caught that, but I turned around and I saw him and the daughter smiling, a big smile. Actually, we can do a little bit of epilogue, guys. I like to support these guys. Dạ mua mấy bịch ạ? Một bịch nhiêu? Dạ một bịch 10.000 ạ. Okay. Cho một bịch nữa. Khỏi thói luôn á, ủng hộ à. Ủng hộ à, thì thích ủng hộ mấy sinh viên. Cảm ơn ạ. So those guys sing to make money and they sell these snacks. We gave her a tip. I like the willingness to work and put in the hard yards. Young people, you know, having a go. Làm gì vậy?